Xin chào anh Bùi Trọng Nghĩa ở Thái Nguyên và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test cái sản phẩm mạch tăng áp từ 12V bình ắc quy lên thành 40V đối xứng và 15V đối xứng. Thì cái mạch này hiện tại bên em đang bán với giá là 780.000. Công suất của cái mạch này nó rơi vào khoảng tầm hoạt động liên tục 700W, công suất max khoảng tầm 1.000W. Nguồn chúng ta cấp vào trực tiếp từ bình ắc quy 12V. Và hôm nay em sẽ test theo phương pháp là cấp nguồn điện vào và sẽ đo đồng hồ đầu ra. Về cách đấu nối như sau, bây giờ em sẽ giới thiệu qua cách đấu nối. Cái đầu vào chúng ta sẽ có bên đây có 3 chân. Anh để ý 3 chân này. Ở bên gần cái cầu chì này là chân dương. Chân ngoài cùng này là chân âm. Còn chân giữa là chân công tắc. Thì muốn cái mạch này hoạt động được thì chúng ta phải đấu cái chân công tắc này đi vào chân nguồn dương thì nó mới hoạt động được. Có nghĩa là công tắc nó sẽ có hai chân, một chân anh đấu vào chân giữa và một chân anh đấu vào chân dương. Khi nào anh bật công tắc thì hai cái chân này nó chạm với nhau thì khi đó hoạt mạch mới hoạt động. Thì hiện tại bây giờ cái chân công tắc đó em đang đấu qua bằng một cái sợi xiết. Đây là âm này. Và đây là dương. Đấy. Sau khi đấu xong thì trên mạch này nó sẽ có cái bóng đèn báo nguồn. Bóng nguồn đây. Đấy, nguồn đây. Em sẽ đo đồng hồ xem cái điện áp đầu ra nó có đúng không nhá. Thì hiện tại em kiểm tra hai chân ngoài cùng này. Đó là 115V, 114V. Chân ngoài và chân giữa nó những 57V cơ. Bây giờ em sẽ giảm bớt đi nhá. Ở đây có một cái chip áp này. Đấy, mạch này nó được cái tiện là nó có thể tăng giảm được cái điện áp đầu ra. Như vậy là ví dụ như mạch nào dùng 40 thì chúng ta giảm 40, còn mạch nào dùng 45, 50 thì mình lại tăng lên cũng được. Đây nó có cái biến trở này. Ôi sắp quá rồi. Không tụt máy rồi trời. Không cần chút nữa để em tinh chỉnh lại cái phần này. Đầu ra phải có tải thì này, chúng ta mới chỉnh nhanh được. Ôi, cái bóng 1000W mà nó sáng này. Hiện tại đang ra là 30V này. Có 1000W. Sáng quá. Nó sẽ chịu tải cao quá. Hiện tại bây giờ đang là 48,6V. Chúng ta chỉnh lên 80V là vừa. Ok, em sẽ để nó khoảng tầm 84V nhé. Như vậy là đến lúc chúng ta sử dụng cái sụt áp là vừa. Rồi, như vậy là hai đầu hai bên của nó là khoảng tầm 84V. 85V gì đó. Chân giữa và chân trái 42,3V. Chân giữa và chân phải 42,3V. Rồi, ok, như vậy là cái nguồn chính hoạt động như vậy là tốt rồi. Em tiếp tục đo nguồn phụ này. Hai chân hai bên khoảng tầm 35V. Chân giữa và chân trái 19V. Chân giữa và chân phải 16V. Đây, hai chân hai bên này 35 này. Chân giữa chân trái này. Úi giời. Chân giữa chân trái này 19,3 này.
chân giữa chân phải này 12,0. Như vậy là cái mạch này, cái nguồn phụ á, nó sẽ ảnh hưởng bởi cái nguồn chính. Nguồn chính mà nó thấp hoặc là cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút đến, có nghĩa là nó cũng thấp theo và nó cao theo. Thì bây giờ cái nguồn phụ này em thấy là nó ra hay là không có tải nên là nó đo nó mất chừng 31 này. Chân giữa và chân trái này 12,45 này. Chân giữa và chân phải này những 19V này. Rồi ok, đó là do cái nguyên nhân có khi là không có tải phía đầu ra nên là nhiều khi nó cũng hơi bất chừng một chút. Như vậy là cái sản phẩm này, cái nguồn chính nó hoạt động tốt là được rồi. Em cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh. Và bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Ngoài ra các bạn có thể lên Shopee Sen Đỏ, bên mình có shop ở trên đó, các bạn lên đó để đặt hàng nhé. Và hiện tại trên đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh Bùi Trọng Nghĩa đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.